xin chào quý vị và các bạn. Nguyên nhân của tình trạng sương mù mờ mịt của ngày hôm qua tại miền Bắc là do vùng hội tụ gió Tây trên cao di chuyển sang phía Đông, đem tới một lượng ẩm lớn và gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nhưng rất nhanh chóng đến ngày hôm nay khi mà vùng hội tụ gió này đi ra biển thì tình trạng âm u này cũng đã được cải thiện, vẫn là bầu trời nhiều mây và cảm giác se lạnh. Nhưng sáng sớm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đã không còn chìm trong sương mù dày đặc như sáng qua, thậm chí hôm nay trời có thể chuyển nắng ở một vài nơi. Trời chỉ còn lạnh vào đêm và rạng sáng với nền nhiệt thấp nhất lúc này dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ tại vùng núi và 22 đến 25 độ tại khu vực đồng bằng. Nếu phải ra đường hoặc là đưa con em đi học vào sáng sớm, chúng ta sẽ cần đến khẩu trang và những chiếc áo khoác mỏng. Sau khoảng 8 đến 9 giờ sáng khi mà vùng thấp nóng phía Tây bắt đầu phát triển thì nắng sẽ hửng lên và nhiều nơi đẩy nền nhiệt tăng dần. Tuy nhiên nhiệt độ miền Bắc sẽ có sự phân hóa. Ở phía Tây Bắc Bộ, nơi nằm gần và chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng thấp nóng, nhiệt độ trưa chiều mai sẽ phổ biến ở mức 33 đến 36 độ, một số nơi thậm chí lên tới 36 độ. Trong khi đó thì nằm xa hơn nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Và nếu có ý định tổ chức các hoạt động ngoài trời thì quý vị có thể tranh thủ ngày hôm nay. Bởi ngay ngày mai thứ 6 ngày 21 tháng 4 thì khả năng không khí lạnh từ phương Bắc sẽ nén rãnh thấp di chuyển xuống phía Nam, đem lại những cơn mưa rào và dông quay trở lại cho các tỉnh thành Bắc Bộ. Các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ là nơi có mưa xuất hiện đầu tiên, sau đó thì mưa lan xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng và các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc. Trong cơn dông thì giai đoạn chuyển mùa này, người dân nên đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như là tố lốc và gió giật mạnh. Tương tự miền Bắc, ngày hôm nay miền Trung sẽ chung xu thế tăng nhiệt, tuy nhiên thì mức độ tăng nhiệt còn cao hơn miền Bắc. Dưới ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây, một dọc các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi đều có nắng nhiều trong ngày và nhiệt độ nhiều nơi ở mức 33 đến 34 độ. Trong đó thì vùng núi phía Tây các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ còn lên cao 36 độ. Không quá nắng như các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, thời điểm này thì các địa danh du lịch biển ở Nam Trung Bộ từ Quy Nhơn, Bình Định trở vào cho tới Nha Trang, Khánh Hòa hay là Phan Thiết, Bình Thuận. Mặc dù trời nắng nhưng lại duy trì ở mức nhiệt khá dễ chịu, phổ biến ở mức từ 31 đến 33 độ. Vì vậy đây sẽ là địa điểm lý tưởng để quý vị có thể tránh khỏi cái nóng ở phía Bắc và cả mùa khô nóng ở phương Nam. Bởi hiện tại, trạng thái ít mưa, nắng nhiều và nhiệt độ cũng đang bao trùm tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Khối không khí biển ổn định thổi tan mây ẩm, nên ngay từ 7 giờ sáng trời đã bừng nắng, đẩy nền nhiệt tăng dần từ mức 21 đến 24 độ tại Tây Nguyên và 24 đến 26 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Nắng sẽ còn gia tăng cường độ vào trưa chiều và nhiệt độ cao nhất sẽ rơi vào khoảng 13 giờ đến 15 giờ chiều. Mức nhiệt chung ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là 32 đến 35 độ. Riêng một vài nơi đặc biệt như là An Bài của Tây Nguyên hay là Thủ Dầu Một, Bình Dương, Biên Hòa hay là Đông Phú thuộc miền Đông của Nam Bộ thì có thể vẫn đạt mức nhiệt nắng nóng trên 35 độ. Trên biển, trong ngày hôm nay, vùng áp thấp không còn gây ảnh hưởng tới khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Thời tiết vì thế sẽ ổn định trở lại với trạng thái tạnh giáo. Gió thịnh hành theo hướng Tây Nam đến Nam với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4. Với mức gió này, thì tình trạng biển khá êm ả, cùng với độ cao sóng nhỏ dưới 1 mét. Ở phía Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thì cũng chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km nên thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục nhiều mây về sáng nhưng nắng ráo vào ban ngày. Trước khi đón không khí lạnh tăng cường gây mưa vào ngày mai, xu thế nắng nhiều, nhiệt cao cũng diễn ra tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, nắng nóng diễn ra tập trung tại Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay cũng xin để khép lại. Xin chào và chúc quý vị sẽ có một ngày mới tốt lành.